Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu mình tên là Nguyễn Thanh Yên, mình là học viên của trung tâm Haivico. Mình đã hiện tại thì mình đã sang đây và mình nhập học kỳ tháng 4 năm 2019 của trường Nhật ngữ Akamonkai. Mình đã đến Nhật vào ngày 28 tháng 3 năm 2019 vừa rồi. Hôm nay mình làm video này, mình muốn giới thiệu cho các bạn một chút về ký túc xá ở bên Nhật. Các bạn hãy theo dõi nhé. Đây là con đường vào nhà của mình. Còn đây là ký túc xá mà mình đang ở. Một tòa nhà có 4 tầng. Đây, chúng ta bắt đầu vào nhà nhé. Hey. Chúng ta bắt đầu vào nhà nhé. Mật khẩu khóa của nhà mình thì là mật khẩu số. Đây, đây là khu vực cắm ô này. Trong nhà thì có hai tủ để giày. Đây là một tủ này. Còn đây là tủ để giày thứ hai này. Ở đây có một giá sách đọc chung của bọn mình, gồm những quyển truyện manga tiếng Nhật. Tầng 2 thì gồm có 4 phòng. Đây là nhà bếp chung của bọn mình. Rất đầy đủ các bạn ạ. Có bếp ga này. Các dụng cụ này, bát đũa, nồi niêu xoong chảo, một cái lò vi sóng. Có nồi cơm, tivi, bàn ghế, có góc này có máy hút bụi các bạn này. Ra ngoài nhá. Đây là khu vực đánh răng rửa mặt buổi sáng của bọn mình. Trong này có máy giặt này. Nhà tắm này. Đây là nhà vệ sinh này. Rất là sạch đẹp phải không ạ? Còn mình thì có hiện tại còn có hai người. Đây là giường của chúng ta, giường tàu. Thì ở đây thì đã có sẵn chăn đệm rồi ạ. Một cái tủ lạnh này. Một cái tủ để đồ rất là rộng. Các bạn thấy không ạ? Rộng lắm ạ. Đây có một cái giá để đồ, thực phẩm, một cái bàn học. Đây là ban công ngoài cửa sổ ạ. Có thể nhìn hướng tầng 1 ạ. Phòng thì thực sự rất là tiện nghi ạ. Vừa rồi thì mình đã cùng với các bạn đi xem cái ký túc xá mà mình hiện tại đang sinh sống ạ. Rất mong thì cái video này của mình có thể cho các bạn một số lời có thể khiến các bạn hiểu rõ hơn về ký túc xá tại Nhật. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.